Anh chị cô bác coi, bên đây là có một số ngư dân đi đăng bãi nha. Thì em chưa có đi đăng bãi bao giờ. Thì hôm nay mình đi te trước, rồi lần sau mình sẽ giới thiệu về việc đăng bãi. Dạ, bữa nay mình sẽ xem coi một chuyến đi te như vậy anh ấy sẽ bắt được bao nhiêu tôm tép cá. Thú vị.